Chiếc ao rộng hơn 2.000 mét vuông này, bà Lê Thị Hà ở huyện Chợ Gạo thả khoảng 1.000 con cá hô. Từ bạo nuôi như thế, cứ 2 năm gia đình bà xuất bán cá hô thương phẩm một lần. Với giá khoảng 150.000 một kg, tính ra mỗi lần xuất bán, bà Hà thu về hơn 2 tỷ đồng. Cơ duyên nuôi cá hô đến với gia đình bà vào năm 2010, khi Trung tâm Giống Thủy sản Nước Ngọt cung ứng cho bà nuôi thử 400 con cá hô. Không ngờ đây là bước đệm giúp gia đình bà Hà thoát nghèo. Tôi nuôi cá này 2 năm mấy rồi. Mà cá này có hiệu quả lắm, cá này nó ăn chủ yếu là nó ăn tảo, chứ thức ăn thì nó ăn ít thôi, không có nhiều, ăn rau rồi vậy đó. Bán thì 2 năm rồi, tôi nuôi 2 năm mà tôi bán là 3,5 kg đến 4 kg. Tối đa 5,5 kg, 6 kg. Mà mỗi 1 kg là 135, 145, 150. Cá hô có tên khoa học là Cetlocarpio siamensis, thuộc họ cá chép, phân bố chủ yếu ở lưu vực sông Mekong. Do chỉ còn tồn tại ngoài tự nhiên một vài cá thể, nên cá hô được đưa vào sách đỏ thế giới. Ý tưởng sinh sản nhân tạo giống cá hô thai nghén từ năm 2003. Khi đó, Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản Nam Bộ phát hiện một vài cá thể cá hô được bà con nuôi dưỡng. Được sự đồng ý của Ban Giám đốc Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản Nam Bộ, các kỹ sư mất gần một năm ròng rã ở khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lùng mua cá hô giống. Đến cuối năm 2004, anh gom được 84 cá thể bố mẹ được người dân nuôi nhỏ lẻ mang về trung tâm. Thì cá hô là cái loài cá mà nằm trong cái sách đỏ, cái loài cá là có nguy cơ bị tuyệt chủng á, cần được bảo tồn. Chính vì đó, vì thế mà cho nên là vào năm 2005 là cơ quan đã tiến hành là thu thập cá hô ngoài tự nhiên vào, rồi thuần dưỡng và sinh sản nhân tạo để nhân cái giống đó để không bị tuyệt chủng, để góp phần cái bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Phòng thí nghiệm này từng chứng kiến nhiều khó khăn từ những ngày đầu của nhóm nghiên cứu. Mang 84 cá bố mẹ về, anh Vinh cùng các kỹ sư mới biết nhóm phải bắt đầu từ con số 0. Hầu như tất cả các tài liệu về sinh sản giống cá hô ở trong nước và trên thế giới không có. Cá hô cùng họ với cá chép, nên anh Vinh cùng các kỹ sư ở trung tâm ép cá hô sinh sản theo kiểu cá chép. Mất ròng rã 3 tháng phân tích từng mẫu trứng, mẫu tinh. Thêm vào đó, nhóm còn nghiên cứu về đặc tính sống của cá hô để nuôi thả. Tất cả các công đoạn này đều phải tiến hành độc lập và không nhận được sự hỗ trợ nào từ sách vở, tài liệu. Trung tâm của chúng ta đây là người đầu tiên để nghiên cứu thành công cái sinh sản con cá hô. Chính vì vậy mà cái tài liệu về tham khảo về vấn đề mà sinh sản nhân tạo con cá hô thì gần như không có. Và chúng ta chỉ có những cái tài liệu về sinh học và những cái tài liệu về sinh sản của những cái loài cá mà trong cùng họ để chúng ta có thể là tiếp cận bằng cách là đối với những loài cá có cùng một cái mối quan hệ gần gũi họ hàng với nhau thì chúng sinh sản như thế thì chúng ta tiếp cận từ các cái đối tượng loài cá khác cùng với các cái đặc điểm về sinh học để chúng ta mới có thể nghiên cứu và có kết quả. Đầu năm 2005, sau 3 tháng nghiên cứu cho sinh sản, các kỹ sư đã nhân thành công cá bột với tỷ lệ 1% trong ao và 13% trong bể nuôi. Kết quả này là khá khiêm tốn so với mong đợi. Anh Vinh cùng các cộng sự không hài lòng. Chất lượng của con cá mẹ chúng ta không đồng đều, không đủ tuổi hoặc không đủ kích thước, hoặc là có những con là đủ kích thước, đủ tuổi, nhưng mà khi người ta nuôi trong cái điều kiện con cá đã đủ tuổi, mang trứng, nhưng mà không cho sinh sản, thì khi chúng ta đem về chúng ta cho sinh sản nó cũng rất là khó. Nói chung là con cá hay con vật cũng vậy, là người ta có một cái khoảng tuổi là sinh sản rất là tốt, một cái khoảng đầu là sinh sản chưa đạt yêu cầu, cái khoảng kế là cái khoảng là tuổi sinh sản tốt, một cái khoảng nữa là cái tuổi gọi là quá cái tuổi sinh sản. Thì đôi khi chúng ta bắt những con cá về nó lại quá tuổi sinh sản. Không bằng lòng, trung tâm không công bố kết quả mà quyết định cho nghiên cứu lại. Qua hơn một năm quan sát, chăm sóc, kết hợp phân tích mẫu nghiên cứu phòng thí nghiệm, nguyên nhân tỷ lệ cá hô sinh sản nhân tạo thấp hé mở. Cá hô hoang dã quen sống ở sông. Thế nên, mặt nước tĩnh trong ao nuôi trung tâm không phải là điều kiện lý tưởng. Hơn nữa, nguồn thức ăn tự nhiên trong ao lại ít, chất lượng tinh và trứng vì thế giảm xuống.
Điều quan trọng mà anh Vinh cùng các đồng sự phát hiện ra là 84 con cá hô mang về, không phải con nào cũng sinh sản được. Chúng ta phải có một cái bước đầu tiên là tìm hiểu về cái đặc điểm sinh học của con cá. Thì đặc điểm sinh học đầu tiên đó là chúng ta đã tìm về cái đặc điểm về sinh thái. Có nghĩa là xem con cá này là sống ở đâu, nguồn nước nó sống là các cái chỉ tiêu là như thế nào, dòng chảy ra sao, nhiệt độ thời tiết như thế nào. Đó là cái điều kiện sinh thái. Kế đến là chúng ta mới tìm hiểu thêm về cái đặc điểm về sinh học và sinh lý. Ví dụ như là con cá này là như nãy tôi nói đó, chúng ta tìm hiểu chúng ta biết là bao nhiêu tuổi mới có khả năng sinh sản, bao nhiêu ký mới có khả năng sinh sản. Chúng ta sẽ biết được các cái điều kiện đó, rồi mùa vụ sinh sản là mùa nào, tháng mấy. Thì chúng ta kết hợp các cái nghiên cứu ban đầu gọi là nghiên cứu cơ bản, thì chúng ta có được một cái nghiên cứu đó thì chúng ta mới tiếp cận được cái kỹ thuật. Rút kinh nghiệm từ thất bại, tháng 5 năm 2006, các kỹ sư của trung tâm bắt tay vào nghiên cứu lại. Một năm sau đó, Trung tâm Quốc gia giống thủy sản Nam Bộ công bố sinh sản nhân tạo thành công giống cá hô. Tỷ lệ cá hô sinh sản thành công trong bể nuôi lên đến 50%. Thành quả này là nỗ lực không ngừng của cả nhóm trong hơn 3 năm. Nhân thành công, đầu năm 2008, trung tâm đem những cá giống bán cho bà con nuôi thử nghiệm và chịu trách nhiệm bao tiêu. Đối với con cá đó là cái tuổi mà để bắt đầu sinh sản lần đầu đó là khoảng từ 9 tuổi đổ lên. Và tương đương với cái tuổi đó thì nó cũng phải là ở là 15 cân. Có nghĩa là nếu mà chúng ta có con cá mà 15 cân nhưng mà 7 tuổi thì cũng không sinh sản. Mà nếu chúng ta ngược lại, chúng ta có con cá 10 tuổi mà 10 cân thì cũng chưa không có đạt yêu cầu sinh sản. Thì đó là những cái yêu cầu mà phải đạt được. Còn những con cá mà nó đạt về kích thước, đạt về tuổi nhưng mà nó quá già thì cũng tham gia sinh sản được nhưng mà hiệu quả không cao. Hiện nay, trung tâm có thể sản xuất được 300.000 con cá hô giống mỗi năm bán cho bà con. Tuy giá 10.000 đồng một con, thế nhưng nhiều bà con không có để mua. Giống cá hô mới chỉ trong giai đoạn nuôi thử nghiệm, nhưng nhờ nó mà nhiều gia đình đã làm giàu được. Sau 4 năm bán giống nuôi thử nghiệm ở nhiều vùng miền, thạc sĩ Thi Thanh Vinh rút ra được kết luận. Đối với cá hô là hiện nay là nuôi có thể gần như là khá rộng. Hiện nay là nuôi cả từ Cà Mau cho đến ra tới ngoài Hà Nội, gần như là khắp đất nước. Nhưng mà ở những cái vùng địa lý nào mà có cái nhiệt độ nước mà hàng năm mà xuống dưới 20 độ thì gần như là không thích hợp cho nuôi con cá hô. Chính vì vậy mà ở Hà Nội thì cũng chỉ nuôi được một số mùa nhất định thôi. Riêng mùa đông thì gần như là không nuôi được, có thể là cá chậm lớn. Cá biệt là những năm mà rét đã đậm thì có thể là cá chết luôn. Còn lại thì đồng bằng của chúng ta thì rất là phù hợp để phát triển nuôi cá hô này. Cá hô có thể nuôi ở ao hồ nước tĩnh nhưng đảm bảo nguồn nước phải thay thường xuyên. Nếu cho ăn tốt, chăm sóc kỹ, mỗi năm cá có thể tăng từ trọng như ngoài tự nhiên từ 5 đến 8 kg. Theo thạc sĩ Vinh thì cá hô nuôi lồng bè sẽ phát triển tốt hơn nuôi ao, hồ. Vì thế, cá có thể tăng từ 7 đến 9 kg một năm nếu được nuôi tốt. Mật độ thả cá phải đảm bảo tỷ lệ từ 0,5 đến 1 con trên 1 mét vuông mặt nước. Để mà nuôi con cá hô mà có hiệu quả đó thì nên là chọn cái diện tích nuôi phải là từ 1.000 mét đổ lên. Và diện tích càng lớn thì cái khả năng phát triển của con cá càng tốt. Thì kết hợp với đó thì là cái độ sâu. Thì cái độ sâu nước thì đối với con cá hô cũng khoảng là trên dưới 2 mét. Tại vì đối với loài cá mà có kích thước lớn mà. Nhưng mà nếu sâu quá thì con cá hô nó cũng không có phân bố đến cái tầng nước mà khoảng 3 mét trên 3 mét. Tại vì tầng nước đó là thường là nước hơi lạnh và cái áp lực cũng tương đối là cao. Từ những đợt lăng trồng ven bờ ao như thế này, bà Hà đã chuẩn bị xong bữa ăn cho cá hô. Giống như cá chép, cá hô thích thức ăn có nguồn gốc thực vật như bèo cám, rau cải xanh, đọt mì. Người nuôi cũng có thể dùng thức ăn công nghiệp để nuôi cá hô. Cá hô có đặc điểm chỉ nổi lên mặt nước, ăn vào buổi tối. Thường thì với ao nuôi của mình, bà Hà chỉ chăm ao 2 đến 3 lần một tuần. Và hầu như bà không phải lo về đầu ra, bệnh tật của cá hô. Đầu ra cá cũng dễ, mấy người ta đi thu mua, người ta mua về người ta bán cho nhà hàng á.
Rồi người ta mua về người ta rộng lại rồi cái nhà hàng kêu người ta đem ta bỏ mối. Còn cái số tôi mới thả sao thì nay mới 5 tháng thôi mà qua tôi lưới thử là 1 ký rưỡi con rồi. Mà chưa có cho ăn gì hết. Chỉ ăn tảo thôi. Chứ không có cho ăn gì hết. Mà cũng không có bệnh hoạn gì luôn nữa. Sau giai đoạn đầu bao tiêu cho bà con nông dân, hiện nay việc thu mua cá hô thương phẩm được nhiều thương lái đảm nhận. Thịt cá hô rất được thực khách từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây ưa chuộng. Nhiều nhà hàng liên hệ trực tiếp với chủ ao đặt mua với giá từ 200 đến 250 ngàn 1 kg. Với những tín hiệu tích cực như vậy, hy vọng trong thời gian tới, bà con miền sông nước miền Tây có thêm một con vật nuôi hái ra tiền. Cá hô là cái loại cá mà nó thịt rất là ngon, là cá quý hiếm, rồi giá thị trường rất là cao. Người dân cũng là đa số cũng rất là thích nuôi, mà trước đây á, người ta không nuôi được bởi vì là thông thường cá là thu thập ngoài tự nhiên thôi, đánh bắt ngoài tự nhiên thôi, không có cá giống. Thì tương lai thì sau khi cái hoàn thiện cái quy trình sản xuất giống và đưa ra cái mô hình nuôi thương phẩm thì cái sẽ phát triển thành cái một trong những cái loài nuôi chính. Trước là những cái loài khác thì giờ là cá hô sẽ là nuôi chính ở đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài Trung tâm Quốc gia giống thủy sản Nam Bộ thì tháng 4 năm 2012, Trung tâm giống thủy sản An Giang cũng vừa cho sinh sản nhân tạo thành công giống cá hô. Thành công này mở ra rất nhiều triển vọng phát triển việc nuôi cá hô thương phẩm ở đồng bằng sông Cửu Long. Thế nhưng theo như Thạc sĩ Vinh thì hiện nay khâu chuyển giao công nghệ nhân giống gặp nhiều trở ngại. Hiện nay thì đối với cái kỹ thuật mà sinh sản nhân tạo cá hô thì mình chưa có chuyển giao. Tại vì để mà chuyển giao là phải có một cái nơi tiếp nhận có đầy đủ các cái cơ sở vật chất cũng như là đầy đủ các cái trang thiết bị. Nhưng mà hiện nay thì chưa có cái đơn vị nào mà có đủ các cái yêu cầu đặt ra đó. Hy vọng trong tương lai không xa, loài cá đang nằm trong sách đỏ thế giới này trở thành vật nuôi mang lại nhiều giá trị kinh tế cho bà con nông dân.